Bây giờ lấy tiền của anh hai, tiền để đi đóng tiền điện, lấy đi nhậu mấy trăm ngàn mà đi vô, bây giờ nói uống có một ly bia là có mấy chục ngàn. Làm sao bây giờ quỳ gói hay là bị ăn đòn? Bây giờ quỳ gói đúng không? Lúc đi nhậu đâu có, lúc đi nhậu đâu có khóc hả? Đến đi vô cơm kìa. Ủa sao đi lấy tiền hồi nào có Làm sao hả? Làm sao lúc đi nhậu á, đi qua bển khóc vậy, người ta đâu có bán cho hả? Cầm tiền đi, bây giờ làm sao? ngu quá vậy, tự nhiên lấy tiền của anh hai đi chi vậy? Anh hai nói để tiền đó cho dám đi đóng tiền điện, đóng tiền nước, tại sao tự nhiên đi lấy nhậu hả? Bên tối nay lấy nữa nha. Lấy tiền của người ta là xấu không? Cứ ăn cắp tiền mẹ hoài là chết luôn á. Bữa ăn cắp tiền mẹ một lần rồi. Rồi đi vô ăn cơm rồi Làm đi. sao bây giờ quỳ xuống, bây giờ quỳ xuống 5-15 phút. Rồi nói với anh hai xin lỗi anh hai đi rồi vô ăn cơm. Mai mốt làm sao? Có lấy tiền của mẹ nữa không? Thấy tiền thì sao? Cái gì? Muốn uống bia thì xin tiền anh hai, anh hai cho mấy chục ngàn đi qua bển uống là được rồi. Tại sao lại ăn cắp? Hả? Bên, tại sao lấy tiền anh hai? Hả? Bây giờ nhớ chưa? Mẹ không phải xin nha, không cái gì cũng phải xin hết đó, mẹ cũng vậy nha. Có tiền làm ra tiền không hả? Có làm ra tiền không hả? Tại sao đi lấy tiền? Bộ xin không cho sao mà phải đi lấy tiền hả? Giờ nhớ chưa? Rồi bây giờ nếu hôm qua nói không đi Phan Thiết đúng không? Đúng không? Có đi Phan Thiết không? Hôm qua nói không đi Phan Thiết mà. Hôm qua gọi điện anh hai nói bây giờ không đi Phan Thiết, nói ừ không. Cái gì? Hôm qua gọi điện nói không mà. Một chút nữa gọi điện xin lỗi mẹ. Biết chưa? Bây giờ đi vô gọi điện liền xin lỗi mẹ. Gọi cái gì mà hết tiền? Vậy anh hai sẽ gọi điện xong thấy Bình nói. Sao? Xin lỗi mẹ. Chịu không? Hello.